Giáo sư Tiến Trung năm 18 xin chào tất cả các bạn. Hôm nay giáo sư trong bài giảng này sẽ giải đáp câu hỏi của một số bạn gửi tới. Các bạn ấy có chung một cái thắc mắc, đó là từ bú xiang, bú ý yang và bú thống. Thì các bạn thấy là đều có nghĩa là không giống nhau hoặc là khác nhau, thì phân biệt nó như thế nào? Thì chúng ta sẽ phân cái ba cái từ này này, thì cái khác biệt của nó không nhiều cho lắm. Một cái điểm nếu mà nói về khác biệt ấy, thì một cái rõ rệt nhất đó là bút thống thì nó mang tính chất văn viết, và bút ý yang với lại bút thống thì nghĩa của nó giống nhau hơn. Có bút xiang thì nó sẽ hơi khác so với hai từ còn lại một chút. Bút xiang thì thường hay dùng để nói về cái ngoại hình, cái vẻ bên ngoài. Ví dụ như nói con cái giống bố hay con cái giống mẹ thì người ta sẽ dùng từ bú xiang nhiều hơn. Còn khi mà chúng ta dùng từ bú thống thì nó sẽ mang tính chất là cái sắc thái của nó là trang trọng và mang tính chất văn viết. Còn để mà phân biệt cụ thể thì các bạn người Trung Quốc, trưởng lão sư cũng đã thảo luận với các bạn người Trung Quốc, tức là khi mà chúng ta diễn đạt ra bằng lời nói thì nó sẽ khá là khó diễn đạt bằng lời nói và bằng lý thuyết. Nên các bạn sẽ nhìn vào các cái câu ví dụ, chúng ta hãy đặt thật nhiều câu ví dụ, và qua những cái câu ví dụ đấy thì chúng ta sẽ cảm nhận, chúng ta sẽ thẩm thấu, chúng ta sẽ cảm nhận để phân biệt nhá, để hiểu kỹ hơn về nó nhá. Ví dụ bây giờ chúng ta dịch câu là tôi không giống với bạn, là tôi khác bạn hoặc tôi không giống với bạn, thì chúng ta sẽ nói như thế nào nhỉ? Tôi không giống với bạn hoặc là tôi khác bạn thì chúng ta sẽ nói là 我跟你不一样. Chúng ta sẽ nói là 我跟你不一样, tôi không giống như bạn. Ở trong giao tiếp chúng ta hay thấy là có những lúc chúng ta sẽ nói chuyện với nhau, một người nói cái gì đấy xong người kia bảo là tôi khác với bạn, thì chúng ta sẽ nói là 我跟你不一样. Và trong trường hợp này thì chúng ta sẽ không dùng được 不同 nhé, chúng ta không nói là 我跟你不同. Mặc dù nếu mà về nghĩa thì cũng vẫn ok, vẫn có nghĩa là tôi khác với bạn, nhưng mà nghe nó rất là kỳ cục. Chúng ta sẽ nói là 我跟你不一样. Còn nếu như chúng ta nói là 不像 thì cũng được. Chúng ta sẽ nói là 我不像你. Nhưng mà thường thì 我不像你 đằng sau hay có thêm những cái gì khác nữa. Ví dụ 我不像你 nó mà lừa qua chẳng hạn, tôi không có lạc quan được như bạn, ví dụ thế. Còn nếu như mà chúng ta nói mỗi cái câu là tôi không giống như bạn thì người ta sẽ thường hay nói câu là 我跟你不一样 hơn nhá. 我跟你不一样. Thế còn cũng có thể nói là 我不像你 nhưng sẽ ít hơn. Đấy, với cái câu như vậy là chúng ta thấy với cái câu là tôi không giống như bạn hoặc tôi khác với bạn thì chúng ta nên nói là 我跟你不一样 nhá. Cũng có thể nói là 我不像你 nhưng không thể nói là 我跟你不同 được nhá. Ở câu này nếu nói 我跟你不同 nó rất là kỳ cục, bởi vì 不同 nó mang tính chất là trang trọng, mang cái sắc thái văn viết và trang trọng. Nhưng bây giờ đang là hai người bạn trò chuyện với nhau bình thường thì chúng ta dùng từ 我跟你不同 nó rất là kỳ cục, chúng ta sẽ nói là 我跟你不一样. Tiếp theo này, bây giờ chúng ta đặt cái câu này nha. Tức là trong bài học hôm nay ấy, chúng ta vừa là để tìm hiểu kỹ hơn về ba từ 不像, 不同 và 不一样. Ngoài ra thì chúng ta còn luyện dịch nữa, kết hợp chúng ta luyện dịch nữa. Ví dụ bây giờ chúng ta đặt câu nha. Hãy tìm ra điểm khác nhau giữa hai bức tranh này. Hãy tìm ra điểm khác nhau giữa hai bức tranh này. Thì bây giờ chúng ta sẽ dịch thế nào nhỉ? Hãy tìm ra, chúng ta nói là chính chảo chu, hãy tìm ra điểm khác nhau giữa hai bức tranh này. Đây, cùng đồng thời cái câu này chúng ta lại không những là học về cái từ ba từ bú xiang bú thống bú yang, mà thông qua câu này chúng ta còn luyện dịch để làm sao mà chúng ta dịch không bị ngược. Các bạn hay nói nôm na là bị ngược, tức là dịch tiếng Việt sang tiếng Trung nhiều bạn hay nói bị ngược, đúng không? Rồi, điểm khác nhau giữa hai bức tranh này thì cụm từ này chúng ta dịch thế nào? Đừng bê nguyên chữ điểm xong rồi dịch là tẻn sang tiếng Trung nha. Điểm khác nhau tức là cái chỗ khác nhau, cái chỗ không giống nhau. Đó. Thì chúng ta sẽ nói là .. tờ tỷ phang. Khác nhau ở đây chúng ta dịch là 不一样 hoặc là 不同. Vậy thì chúng ta sẽ nói là .. 不一样 hoặc là 不同 tờ tỷ phang. Giữa hai bức tranh này thì chúng ta sẽ nói là 这两张图片,
chưa liền trang thủ phiền là hai bức tranh này này. Điểm khác nhau thì người ta nói là bù thống tờ tỷ phàng hoặc là bù ý yàng tờ tỷ phàng. Rồi, và câu này thì chúng ta không dùng từ bù xiang nha. Chúng ta cùng đọc nha. Chính chảo chu là xin hãy tìm ra này. Chưa liền trang thủ phiền bù ý yàng tờ tỷ phàng. Từ cái chỗ chưa liền trang này này. Từ chỗ chưa liền trang cho đến cuối câu. Đây nha, từ cái chưa liền trang chấm chấm đến cuối câu, đây là một cái cụm danh từ nha. Chính chảo chu cái gì? Hãy tìm ra, vậy tìm ra cái gì? Như vậy thì cả cái này là một cụm danh từ đúng không? Cụm danh từ thì danh từ chính nó sẽ để đằng sau chữ từ. Điểm khác nhau chúng ta nói là bù thủng tờ tì phàng hoặc là bù ý yàng tờ tì phàng. Giữa hai bức tranh chúng ta nói là chưa, giữa hai bức tranh này chúng ta nói là chưa liang trang chào phiền. Đó, chính chào chú chưa liang trang thú phiền bù ý yàng tờ tì phàng hoặc là chính chào chú chưa liang trang chào phiền bù thủng tờ tì phàng. Và ở trong câu này thì chúng ta không dùng từ bù xiang được nha. Không thể nói là chính chào chú chưa liang trang thú phiền bù xiang tờ tì phàng được. Không nói thế, như vậy là sai nha. Mà chúng ta nói là chính chào chú chưa liang trang thú phiền bù ý yàng tờ tì phàng hoặc là chính chào chú chưa liang trang thú phiền bù thủng tờ tì phàng. Hầu hết những chỗ mà bù ý yàng thì có thể nói là bù thủng được. Nhưng mà với cái câu ví dụ ban nãy nha, ủa cân ý bù ý yàng, ủa cân ý bù ý yàng thì chúng ta không nói thành ủa cân ý bù thủng nha. Nhưng mà ở đây chúng ta không dùng từ bù xiang được nha. Tiếp theo chúng ta dịch câu tiếp theo nha. Những cái sản phẩm mà chất lượng khác nhau thì giá cả cũng khác nhau. Bây giờ dịch thế nào? Những cái sản phẩm mà chất lượng khác nhau thì giá cả cũng khác nhau. Chúng ta dịch thế nào nhỉ? Những cái sản phẩm mà chất lượng khác nhau thì giá cả cũng khác nhau. Bây giờ chúng ta dịch, trước hết chúng ta xử lý cái cụm từ những sản phẩm mà có chất lượng khác nhau thì chúng ta sẽ nói là chấm 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 tờ chán phỉ đúng không? Những cái sản phẩm mà chấm chấm tờ chán phỉ. Thấy xong rồi, cái chất lượng khác nhau thì chúng ta để đằng trước chữ tờ. Chất lượng khác nhau chúng ta sẽ nói là chữ lượng bù thống hoặc nói là chữ lượng bù ý yàng. Đấy. Và sau đó đến chỗ giá cả, giá cửa cũng khác nhau, dễ bù thủng hoặc là dễ bù ý yàng. Nếu như cái phần đằng trước này này, cái đằng trước này này, chúng ta dùng từ bù thủng, chữ lượng bù thủng. Đấy. Thì cái đằng sau giá cửa dễ bù thủng thì chúng ta cũng dùng từ bù thủng nhá. Đằng trước mà đang là chữ lượng bù thủng tờ sản phẩm, đằng sau lại giá cửa dễ bù ý yàng. Nó đằng trước đã dùng từ bù thống thì dùng bù thống cả. Đang là ông này đang nói đằng trước đang nói là bù thống, đằng sau nói là bù ý yàng. Mặc dù về ngữ pháp không sai nhưng mà nghe rất là kỳ cục, rất buồn cười. Đấy, bây giờ khi là chúng ta dùng từ bù thống thì nghe nó trang trọng hơn mà. Trang trọng thì trang trọng luôn đi, mà không trang trọng thì không trang trọng luôn đúng không? Đây là ví dụ nha, bên dưới đây này chúng ta nói là chữ lượng bù ý yàng tờ sản phẩm, giá cửa dễ bù ý yàng. Ví dụ chúng ta nói chuyện trò chuyện vui vẻ với nhau, trò chuyện bình thường, xuồng xã nhau, chúng ta có thể nói là chất lượng bùi yàng tờ sản phẩm, giá cửa dễ bùi yàng. Đó, còn nếu mà chúng ta nói một cách trang trọng hơn, ví dụ chúng ta nói với công ty đối tác chẳng hạn, hoặc là cấp trên với cấp dưới nói chuyện với nhau chẳng hạn, chúng ta nói một cách trang trọng thì chúng ta nói là chất lượng bù thống tờ sản phẩm, giá cửa dễ bù thống. Và tất nhiên thực ra thì nói xuồng xã, nói là bù thống ở đây, nói bù thống cũng được, chất lượng bù thống tờ sản phẩm, giá cửa dễ bù thống. Ok, chúng ta có hai cách nói nha. Chất lượng bù thống tờ sản phẩm, giá cửa dễ bù thống. Hoặc là chất lượng bù ý yàng tờ sản phẩm, giá cửa dễ bù ý yàng. Còn ở đây chúng ta không thể dùng từ bù xiang được nha. Ở đây chúng ta không thể nói là bù xiang được, không thể nói là chất lượng bù xiang tờ sản phẩm, giá cửa dễ bù xiang được nha. Sai, sai, cực kỳ sai, vô cùng sai nha. Chất lượng bù thống tờ sản phẩm, giá cửa dễ bù thống. Hoặc là chất lượng bù ý yàng tờ sản phẩm, giá cửa dễ bù ý yàng.
Tiếp theo chúng ta dịch câu là đứng ở vị trí khác nhau thì cách nhìn đối với sự việc sẽ khác nhau. Đứng ở vị trí khác nhau thì cách nhìn đối với sự việc sẽ khác nhau. Chúng ta hay thấy cái bức tranh số 6, số 9 đúng không? Một người nhìn về bên phía bên này thì bảo đấy là số 6. Người nhìn về phía bên kia thì ở cái góc độ kia thì lại bảo đấy là số 9. Thì đấy có nghĩa là khi chúng ta đứng ở cái vị trí khác nhau thì cách nhìn của chúng ta đối với sự việc cũng khác nhau. Câu này chúng ta sẽ dịch như sau. Đứng ở tràn trại, vị trí khác nhau, vị trí là vị trí. Và từ khác nhau ở đây chúng ta dịch là bù ý yàng tờ quầy chữ hoặc là bù thống tờ quầy chữ. Là chúng ta thấy là khi nó đứng trước chữ tờ ấy, sau rồi đến danh từ ấy, thì thường chúng ta sẽ dùng từ bù ý yàng hoặc bù thống nha. Ví dụ như là ban nãy đấy, bù ý yàng tờ tì phang hoặc là bù thống tờ tì phang, đúng không? Hoặc là chữ lèng bù ý yàng hoặc là chữ lèng bù ý yàng, đúng không? Đấy, chữ lèng bù ý yàng hoặc là quầy cửa bù ý yàng hoặc là sửa bù ý yàng chẳng hạn. Những cái mà dùng cho danh từ, những cái danh từ đồ vật hoặc là những cái sự vật ấy, thì thường chúng ta hay dùng từ phụ thống hoặc là bù ý yàng. Khi chúng ta nói là cái gì gì đó tờ xong đến danh từ thì chúng ta sẽ thường hay là từ bù ý yàng hoặc là từ phụ thống nha. Trạm trại bù ý yàng tờ vị trí hoặc là trạm trại phụ thống tờ vị trí, nghĩa là đứng ở những cái vị trí khác nhau. Cách nhìn đối với sự việc, tuổi sự chính được khám phá. Tuổi sự chính được khám phá. Khám phá là cách nhìn. Tuổi sự chính là đối với sự việc. Sẽ khác nhau, chiều bù ý yàng hoặc là chiều phổ thông. Chúng ta cũng tương tự như câu ban nãy. Các bạn lưu ý một điều là trong khi trấn đốc sư giảng bài, các bạn không ghi câu hỏi gì hết nha, bởi vì trấn đốc sư không có thời gian đọc và giải đáp luôn đâu các bạn. Và câu hỏi các bạn và những cái gì các bạn đã viết ở bình luận trong khi live stream nó sẽ trôi rất là nhanh, cho nên trấn đốc sư sẽ không có thời gian đọc lại đâu. Cho nên các bạn cố gắng là tập trung vào bài giảng. Và khi mà các bạn cần hỏi, muốn hỏi cái gì khác, các bạn ghi ở bình luận ở những bất cứ một cái video nào khác, hoặc đợi khi live stream kết thúc đã rồi bạn hãy ghi ở dưới phần bình luận của video nhé, chứ đừng ghi trong khi đang giảng bài trực tiếp như thế này. Giảng bài trực tiếp nó trôi vèo nhanh lắm, chứ nó sư không nhìn được, xong rồi không trả lời các bạn thì các bạn không thể trách được nhá. Rồi, chúng ta cùng đọc lại câu này nhá. Trạm trại bù thống tờ vị trí, tuổi sự chính tờ khám phá chiều bù thống, hoặc là trạm trại bù ý yàng tờ vị trí, tuổi sự chính tờ khám phá chiều bù ý yàng. Chúng ta có thể dùng từ bù thống hoặc bù ý yàng. Nếu đã dùng từ đằng trước dùng bù thống thì đằng sau cũng bù thống, mà đằng trước dùng bù ý yàng thì đằng sau cũng bù ý yàng. Chúng ta viết lại nha, chúng ta đọc lại nha. Trạm trại bù thống tờ vị trí, đối sự tình 的看法也就不同。对事情的看法就不同。hoặc là站在不一样的位置，对事情的看法就不一样。và ở đây chúng ta không thể dùng từ 不像 được nha, không thể nói là 站在不像的位置 được nha. Chúng ta thấy là cứ cái gì gì đó xong rồi đến chữ tơ, xong đến danh từ thì đằng trước nó sẽ là 不一样 hoặc là 不同 nha.Tiếp theo này, bây giờ chúng ta dịch câu này xem nha. Hai chị em bọn họ trông rất là giống nhau nhưng mà có mấy điểm khác nhau. Hai chị em bọn họ trông rất là giống nhau nhưng có mấy điểm khác nhau. Bây giờ dịch như sau này. Hai chị em bọn họ thì chúng ta nói là tha mến chị mây lẻ. Và chữ tha đây là tha nữ nha, bởi vì đây cả hai người đều là con gái mà, thì dùng tha nữ. Còn nếu như mà trong số mấy người này có một người là con trai chẳng hạn, còn trong số mấy người chúng ta nói đến có một người là con trai chẳng hạn, thì chữ tha sẽ là bằng bộ nam, bằng bộ nhân đứng. Thế còn khi mà cả họ toàn là con gái với nhau hết ý, thì chúng ta dùng từ tha là tha nữ nhá. Tha mến chị mây lẻ, hai chị em bọn họ trông như thế nào đó, chúng ta dùng chẳng tợ rất giống, khẩn xiang, rất giống là khẩn xiang, ngoại hình của ai giống ai đó chúng ta nói là chẳng được khẩn xiang. Ví dụ như ủa chẳng được khẩn xiang của bà bà, tôi trông rất là giống bố tôi. Ví dụ trần học sư, ủa chẳng được khẩn xiang của bà bà. Vậy, hồi lão gia, ta gia một khan chưa nhận chủ lại, ủa sư của bà bà đơn vì ủa chẳng được khẩn xiang của bà bà.
Còn nếu như tôi không giống bố tôi thì chúng ta sẽ nói là ủa chẳng tờ bú xiang của bà bà. Khi nói là chẳng tờ trông như thế nào đó thì chúng ta sẽ nói là hẳn xiang hoặc là bú xiang hoặc yếu tiện xiang, hơi giống một chút. Đấy. Khi nói là ngoại hình ai đó giống với ai đó, chúng ta nói là xiang nhá. Còn nếu mà ngoại hình ai đó không giống với ai đó, chúng ta dùng từ bú xiang, không dùng từ bú thúng ở đây nha. Rồi, hai chị em bọn họ trông rất là giống nhau. Tha mến chỉa mây lẻ, hai chị em bọn họ chẳng tợ trông hẳn xiang, rất là giống nhau. Nhưng, tàn sự, hoặc là tàn không cũng được. Có mấy điểm, khái yếu chỉ cửa tỷ phang, có mấy điểm hoặc gì là có mấy chỗ cũng được. Tàn khái yếu chỉ cửa tỷ phang, không giống nhau hoặc khác nhau, bù yàng. Rồi chúng ta sẽ nói như sau. Tha mân chỉa mây lẻ, trọng tờ hẳn xiang, tàn khái yếu chỉ cửa tỷ phang, bù yàng. Hoặc cái chữ bù yàng, cái từ bù yàng này chúng ta cũng có thể nói là bù thống. Nhưng ở đây người ta sẽ hay nói cái cách ở bên trên hơn nha. Câu câu này là cái cách người ta hay nói hơn nha. Tha mân chỉa mây lẻ, trọng tờ hẳn xiang, tàn khái yếu chỉ cửa tỷ phang, bù yàng. Họ trông rất là giống nhau nhưng là có mấy cái điểm mà khác nhau, có mấy điểm không giống nhau thì chúng ta sẽ nói là tản khái yếu chỉ cửa tỷ phang bù yàng, hoặc cũng có thể nói là tản khái yếu chỉ cửa tỷ phang bù thống. Tha mân chỉa mây lẻ trông rất là giống, tản khái yếu chỉ cửa tỷ phang bù thống. Chúng ta nói từ bù thống ở đây thì nghe nó không khẩu ngữ mấy, chúng ta nên dùng từ bù yàng nha. Cách thứ nhất này, nghe nó thuận miệng hơn. Người ta hay nói trong khẩu ngữ hơn. Tha mân chỉa mây lẻ trông rất là giống, tản khái yếu chỉ cửa tỷ phang bù yàng. Tiếp bây giờ chúng ta dịch là đứa trẻ đó trông không giống bố nó. Đứa trẻ đó trông không giống bố nó. Xiang ge bi lao wang. Xiang ge bi lao wang là trông này thì lại giống cái ông lão quán ở nhà bên cạnh. Không hoàn toàn là vậy nha, bách khoa tô nhá. So sánh người với người có giống nhau hay không giống nhau thì người ta thường hay dùng từ bú xiang hoặc là bú xiang hoặc là khẩn xiang. Còn bú yàng với lại bú thủng thì thường hay dùng cho các sự vật khác. Và trong đó thì bú thủng thì nó mang tính chất trang trọng hơn. Và khi chúng ta thay đổi đăng là bú yàng mà chúng ta thay đổi sang bú thủng thì có những lúc, hoặc là thay đổi sang bú xiang thì có những lúc trật tự từ chúng ta cần phải thay đổi, hoặc chúng ta phải thay vài từ để chúng ta có thể sử dụng được cái từ. Ví dụ đang từ bù yàng mà chúng ta muốn đổi sang từ bù xiang hoặc là bù thủng chẳng hạn, có những câu chúng ta sẽ phải thay đổi một vài từ hoặc thay đổi trật tự từ của nó. Tiếp theo này, đứa trẻ đó trông không giống bố nó. Đứa trẻ đó trông không giống bố nó. Đứa trẻ đó dịch là na ge xiao hai, đứa trẻ đó trông không giống bố nó. Trông là gì? Chẳng tờ không giống bù xiang, bố nó, thả bà bà. Câu này có hai cách dịch nhá. Cách dịch này thì nó giống tiếng Việt hơn, các bạn sẽ thấy dễ hơn. Na ge xiao hai, đứa trẻ đó chẳng tờ trông bú xiang không giống thả bà bà, bố của nó. Na ge xiao hai chẳng tờ bú xiang thả bà bà. Hoặc chúng ta có thể nói là Na ge xiao hai gen thả bà bà chẳng tờ bú xiang. Na ge xiao hai gen thả bà bà chẳng tờ bú xiang. Na ge xiao hai gen thả bà bà chẳng tờ bú xiang. Hoặc na ge xiao hai chẳng tờ bú xiang thả bà bà. Cái cách này thì nó sẽ dễ với những bạn mới học hơn này. Đấy, thì cái này chúng ta cũng có thể nói là Na ge xiao hai chẳng tờ gen thả bà bà bù yàng. Nhưng mà người ta không thường hay nói vậy. Càng không nói là bù thống nha, ở đây không nói bù thống nha. Ngoại hình giống nhau, giống con cái, giống bố, giống mẹ, hoặc chị em giống nhau, anh chị em giống nhau thì thường là chúng ta sẽ dùng từ xiang hoặc là bù xiang nha. Tiếp theo, chúng ta dịch câu này. Hai câu này ý nghĩa không giống nhau.
hoặc nói là hai câu này ý nghĩa khác nhau. Chúng ta sẽ nói là hai câu này, 这两个句子, ý nghĩa, 意思, không giống nhau, 不一样. 这两个句子, 意思, 不一样. Hoặc là 这两个句子, 意思, 不同. 这两个句子, 意思, 不一样. Hai câu này ý nghĩa không giống nhau. Hoặc là 这两个句子, 意思, 不同. Chúng ta cứ nhớ một điều đó là khi dùng từ 不同 thì tính chất của nó sẽ trang trọng hơn. 这两个句子, 意思不一样. Hoặc 这两个句子, 意思不同. Còn nếu bây giờ với cái câu chúng ta nói như thế này thì chúng ta không thay bằng 不像. Chúng ta không nói là 这两个句子, 意思不像. Mà chúng ta, nếu bây giờ chúng ta vẫn cố, em cứ thích dùng từ 不像 cơ, bây giờ phải làm nào để dùng từ 不像 được. Nếu chúng ta cứ cố mà dùng từ 不像, chúng ta sẽ nói như thế này nha. Chúng ta phải thay đổi cách nói một chút. Chúng ta sẽ nói là 这个句子的意思, nghĩa của cái câu này, 不像那个句子, không giống với câu kia. Chúng ta phải nói như vậy. 这个句子的意思, 不像那个句子. 这个句子的意思不像那个句子, hoặc là sau đây có thể nói là tờ ý sự nữa. 这个句子的意思不像那个句子的意思, nhưng mà nói thêm cái tờ ý sự sau nó hơi dài dòng lọc thẳng. Chúng ta nói như đây thôi. 这个句子的意思不像那个句子. Đây các bạn nhìn lại nha. Hai câu này ý nghĩa khác nhau. 这两个句子意思不一样, hoặc là 这两个句子意思不同. Còn nếu cứ cố, bạn cứ đòi phải nói bằng từ 不像, thì chúng ta có thể nói là 这个句子的意思不像那个句子. Tiếp theo, bây giờ chúng ta thử dịch câu này nha. Hai cái áo này, mẫu mã, kiểu dáng, hai cái áo này kiểu dáng thì giống nhau nhưng mà chất liệu vải thì khác nhau. Ta dịch như thế nào? Hai cái áo này mẫu mã thì giống nhau nhưng mà chất liệu vải thì khác nhau. Các bạn mãi xem mà tí nữa nhớ bấm like ủng hộ cho đạo sư nha, bởi vì mỗi buổi livestream như này nói liên tục rất là mệt. Không giống như là chờ đạo sư thu âm sẵn bài xong rồi up lên đâu, thu âm sẵn thì có thời gian nghỉ xong sau đó mình cắt sau, cái thời gian nghỉ thời gian ấy mình cắt sau, còn ở trên đây là nói liên tục. Rồi, hai cái áo này là 这两件衣服, hai cái áo này 这两件衣服. Mẫu mã kiểu dáng thì chúng ta dùng từ 款式. Mẫu mã 款式, giống nhau, 一样. Nhưng tàn, chất liệu vải, 面料, chất vải, 面料, không giống nhau, 不一样. Rồi chúng ta sẽ nói nha. 这两件衣服款式一样但面料不一样. 这两件衣服款式一样但面料不一样. Ở đằng trước này chúng ta do chúng ta dùng từ ý yang cho nên đằng sau nên dùng từ ý yang. Chúng ta cũng có thể nói là 但面料不同 cũng được, nhưng mà tốt nhất ở đây diễn đạt như câu này là tốt nhất nha. 这两件衣服 款式一样但面料不一样. Có những khi các bạn sẽ thấy, ví dụ như có những khi các bạn thấy ui dồi ôi sao mà học tiếng Trung có những cái từ nó cứ giống giống nhau, hoặc là nó cứ gần gần giống nhau, chả biết phân biệt như nào, xong sinh ra nản. Thực ra các bạn học bất cứ ngoại ngữ nào cũng đều có những từ ngữ bạn thấy nó giống giống nhau như vậy, và khi bạn là người mới học thì bạn sẽ thấy khó phân biệt. Kể cả bạn là sinh viên học đến 3-4 năm ra trường, vẫn có những chỗ bạn dùng sai ngữ pháp, vẫn có những chỗ bạn dịch sai từ, hoặc là với những cái từ ngữ mà nó giống nhau, cái kiểu nó giống giống nhau như này, bạn khó phân biệt. Thế nhưng mà không thể vì thế mà nản được, học ngoại ngữ nào cũng thế thôi. Người nước ngoài người ta học tiếng Việt chúng ta cũng vậy, cũng có đầy từ họ thấy khó phân biệt, nhưng chúng ta đấy là tiếng mẹ đẻ chúng ta không để ý đến thôi. Chứ họ học tiếng Việt chúng ta thấy, kể cả là chữ nên với chữ lên chẳng hạn, họ cũng chả hiểu tại sao, rồi là chờ với chờ, thế đối với họ cũng thấy rất là khó.
nhưng cũng không thể là vì như vậy mà nản được, không phải là ui dồi học toàn nhiều cái giống nhau. Xong rồi không thể là các bạn chứ, các bạn muốn là ở ngày 1, ngày 2 các bạn hiểu luôn và các bạn vận dụng được luôn, tốt luôn. Xong rồi cái từ gì các bạn cũng nói đúng, những cái từ mà nghĩa nó gần giống nhau hoặc nó giống nhau các bạn có thể phân biệt được ngay thì không có chuyện đấy đâu. Những cái bài giảng của giáo viên nhá, dù có giảng thế nào các bạn cũng để các bạn hiểu được một phần nào đấy thôi. Còn để sử dụng một cách điêu luyện được, một cách thành thạo và không sai được thì nó cần phải có quá trình. Cần phải có quá trình nha. Không có ai bất cứ một cái phép mầu nhiệm nào có thể làm cho bạn ví dụ như học 3-4 năm mà có thể là nói rất là chuẩn và hiểu được tất cả các từ vựng đâu, vận dụng được một cách rất là thành thạo các từ vựng đâu. Ok nhá. Rồi chúng ta đọc lại câu này nhá. Zhe liang jian yi fu kuan shi yi yang, dan mian liao bu yi yang. Rồi tiếp theo. Dịch câu này nào. Các bạn nghe nhá, câu này nói thì các bạn nghe và các bạn tự dịch nhá. 这是两种不一样的工具，你不要拿错了。câu này cũng hơi khó, thôi dịch luôn với các bạn vậy, cùng đọc và cùng dịch luôn nhá. 这是两种不一样 hoặc là 不同的工具. Đấy, chúng ta lại thấy cái gì gì đó xong tơ xong đến danh từ thì chúng ta sẽ dùng 不一样 hoặc là 不同. 这是两种 bù ý yàng tờ công trì, đây là hai cái dụng cụ khác nhau, hoặc chưa sư léng trộm bù thủng tờ công trì, đây là hai cái dụng cụ khác nhau. Nì bù yàng ná chùa lợ, bạn đừng lấy nhầm nha, bạn đừng cầm nhầm nha. Chưa sư léng trộm bù ý yàng tờ công trì, hoặc chưa sư léng trộm bù thủng tờ công trì. Và ở đây chúng ta không thể thay bằng từ bù xiàng được nha. Bố xiang thì thường nó nói về cái ngoại hình, nó trông nó hai cái đấy nó nhìn nó giống nhau. Đấy, ví dụ như hai cái này nhìn thì rất là giống nhau, nhưng mà hai cái dụng cụ này nhìn thì rất là giống nhau, ngoại quan thì rất là giống nhau, thì lúc đấy chúng ta có thể dùng từ bố xiang. Đấy, nhưng mà bây giờ chúng ta nói là đây là hai cái dụng cụ khác nhau thì nó khác nhau về nhiều thứ, nó khác nhau có thể là về tính năng, về công dụng, về cách sử dụng, về rất nhiều, về cấu tạo rồi các thứ. Nên chúng ta dùng từ bù ý yàng hoặc là bù thống nha. Và một điều nữa đó là chúng ta cứ thấy là cái gì đó xong tờ, xong đến danh từ thì đằng trước nó sẽ là bù ý yàng hoặc bù thống. Kiêm Minh, điều đó là cần phải có quá trình nha. Không phải là cứ em tiếp xúc hàng ngày mà thứ nhất em phải học một cách bài bản. Em để em tiếp xúc với người Trung Quốc, em nghe em nói tốt, em phải học bài bản đã. Không phải chỉ có mỗi tiếp xúc với họ là và bắt chước họ nói là có thể ok, chúng ta có thể nhanh. Đúng, tiếp xúc với người bản ngữ chúng ta sẽ rất nhanh tiến bộ. Nhưng đồng thời đó là chúng ta phải có một cái nền tảng kiến thức cơ bản phải thật vững đã nhá. Và tiếp theo nữa, dù các bạn có tiếp xúc với người bản ngữ đi chăng nữa thì cái việc thấu ngôn ngữ, cái việc thấm nhuần và sử dụng thành thạo vẫn cần phải có quá trình thời gian nhá. Ngọc Giang, trời ơi, em đừng nhắc đến làm cô đau lòng. Bây giờ Covid và cô đã kẹt ở Việt Nam hơn 2 năm nay, cô vẫn chưa sang ở Trung Quốc được và bạn Trung Việt cũng chưa sang được Việt Nam. Ok, chúng ta tiếp tục nha. Chưa liang chủng, chưa sư liang chủng bù ý yàng tờ công trì, nì bèo ná chùa lợ. Hoặc chưa sư liang chủng bù thống tờ công trì, nì bèo ná chùa lợ. Và một cái câu tương tự như thế, nếu như mà bây giờ chúng ta nói là hai cái dụng cụ này bề ngoài thì trông giống nhau nhưng mà tính năng của nó thì khác nhau thì lúc đấy chúng ta lại có thể nói hai cái dụng cụ này bề ngoài thì trông khác nhau nhưng mà tính năng thì lại giống nhau. Đấy, thì lúc đấy chúng ta có thể dùng từ bù xiang, ví dụ như là chưa lẽ cơ công trì xính choang bù yang, hai cái dụng cụ này hình dạng của nó không giống nhau, thì lúc đấy chúng ta có thể nói là chưa làm các công trì xính choang bù yàng hoặc là xính choang bù xiàng thì lúc đấy cũng được nha. Tiếp theo với câu này, nǐ shuo huà de yú qì ke bu xiàng yī ge xiǎo hái zi à. Ví dụ như một cái em nhỏ, có những em nhỏ bây giờ rất là, chúng ta thường hay nói là rất khôn ấy, tức là nói năng rõ rạc đâu ra đấy, lý lẽ như người lớn vậy, thì lúc đấy chúng ta sẽ nói là nǐ shuo huà de yú qì ke bu xiàng yī ge xiǎo hái zi à. Cháu nói chuyện, cái ngữ khí nói chuyện của cháu, khẩu khí nói chuyện của cháu không hề giống như một đứa trẻ.
thì ở đây chúng ta dùng từ 不像. 你说话的语气可不像一个小孩子. Ở đây dùng từ 不像 nha. Chắc chắn ở đây không dùng từ 不同 được nha. Đây là chúng ta thứ nhất đang nói chuyện xuống xã, thân mật, không dùng được 不同. Thế còn nếu mà 不同 thì nó thường hay thay cho 不一样. Nếu chỗ nào mà dùng 不一样 được thì thường chỗ đấy cũng sẽ dùng 不同 được. Chỉ khác nhau về cái sắc thái biểu cảm nha. Sắc thái một cái là xuống xã, một cái là thân mật. Rồi. Phi Lê cô cảm ơn em nhé. Chúng ta nếu như câu này chúng ta muốn dùng từ 不一样, chúng ta có thể nói là 你说话的语气跟一个小孩子不一样. Nhưng mà cái đấy cái hiểu nghĩa của nó khác biệt, khác hẳn đi nha. Nó không, nó nếu chúng ta câu này chúng ta cố thay bằng từ 不一样 thì nó không giống rồi. Ví dụ chúng ta nói là 你说话的语气跟一个小孩子不一样 thì lúc đấy nó nghĩa của nó khác. Nó tự nhiên nó bị thay đổi rồi. Câu này chúng ta tốt nhất chỉ dùng từ 不像 nha. 你说话的语气可不像一个小孩子. Hoặc là bây giờ một người bảo là một người giả vờ ốm chẳng hạn, nhưng mà khi chúng ta lại thấy là rất là biểu cảm thể hiện ra khi người đấy ví dụ như là xin phép nghỉ, bảo là em bị ốm em xin phép nghỉ, thế nhưng mà mình phát hiện ra là chồng rất là khỏe khoắn, rất là vui vẻ, chúng ta bảo là 你不像生病了的样子 à, 你不像一个生病了呀. Thì chúng ta sẽ lúc đấy chúng ta dùng từ 不像. Hoặc là 他看样子不像是生病了. Anh ta trông có vẻ không giống như là bị ốm. Tha tha như anh chữ 不像是生病了. Thì lúc đấy chúng ta dùng từ 不像. Còn nếu chúng ta nói là tha tha như anh chữ 跟生病的人不一样 thì nghe hơi kỳ cục. Mà lúc đấy họ nói đơn giản tha tha như anh chữ 不像是生病了. Anh ta trông có vẻ không giống như là bị ốm. Thế là thực ra này, anh ta chỉ giả vờ. Anh ta chỉ giả vờ ốm thôi. Ok, Trần Đạo Sư cảm ơn các bạn nha. Bởi vì là bây giờ live stream Trần Đạo Sư phải rút kinh nghiệm là ít trả lời bình luận và tập trung bài giảng để đỡ mất thời gian của những người xem phát lại. Tiếp theo với câu này. Ở đây ngày nào cũng đều phải dậy sớm, không giống như là ở nhà có thể là ngủ lười, có thể ngủ nướng được. Đấy thì câu này chúng ta sẽ nói như sau. Tại chưa lý mỗi thiên đều yào cháo chỉ. Ở đây ngày nào cũng phải dậy sớm. Tại chưa lý mỗi thiên đều yào cháo chỉ. Bú xiang tại gia lý, không giống như ở nhà. Bú xiang tại gia lý, có thể suy lãng chào, có thể ngủ dậy muộn được, có thể ngủ nướng được. Tại chưa lý mỗi thiên đều yào cháo chỉ. Bú xiang tại gia lý, có thể suy lãng chào. Đó, thì ở trong câu này chúng ta dùng từ 不像, không thể dùng từ 不同 được. Còn nếu câu này bạn cứ cố bạn muốn dùng từ 不一样, nếu bạn cứ muốn cố em cứ thích dùng 不一样 thì cô phải làm sao để em có thể dùng từ 不一样 được ở trong đây, thì chúng ta có thể diễn đạt như sau. Cũng vẫn cái đằng trước nha. Ở trên chương lý mỗi thiên đều yào cháo chỉ gần tại gia lý có thể suy lãng chào 不一样. Thì chúng ta nói vậy. Gần tại gia lý có thể suy lãng chào 不一样. Là không giống như là khi ở nhà có thể ngủ nướng. Gần tại gia lý có thể suy lãng chào 不一样. Thì thực ra đấy là bạn cứ cố bạn muốn dùng từ 不一样 thì nói vậy thôi, chứ thực ra nghe nó lục cục buồn cười lắm. Chúng ta tốt nhất là nói như thế này cho nó lành, cho nó giống người bản ngữ nha, mà cũng là dễ diễn đạt. Tại gia lý mỗi thiên đều yào suy lãng. Ờ quên. Tại gia tại chưa lý mỗi thiên đều yào cháo chỉ. Bú xiang tại gia lý có thể suy lãng chào. Ôi dồi ôi, Trần Đạo Sư nói khả tiếng và đau học lắm rồi, mà sao mới có 96 người bấm like nhỉ? Cô cảm ơn Lê Đức Trần Tân nhé. Tiếp theo. Ví dụ, có những người khi chúng ta thay đổi bản thân, đúng không? Có câu là gì nhỉ? Change your life, đúng không? Thay đổi cách nghĩ, thay đổi bản thân thì sẽ thay đổi được cái cuộc sống, thay đổi cuộc đời, đúng không? Ví dụ, khi chúng ta, ví dụ như có những cô gái tự nhiên là
bình thường là hay ngủ nướng này, xong rồi ít vận động này, xong rồi béo rồi các thứ này, béo xong rồi mặt mụn các thứ, xong bây giờ cô ấy quyết tâm là cô ấy phải dậy sớm này, xong rồi tập thể dục này, xong rồi tập thành skin care này. Đấy thì lúc đấy cô ấy có thể nói là 我要做不一样的自己, tôi phải làm một con người khác, tôi phải làm một cái phiên bản khác của mình. 我要做不一样的自己. Đây là cái cách nói của người bạn ngữ nha. Còn câu này mà bạn cứ từng chữ bạn dịch theo kiểu word by word thì nghe nó không ra kiểu gì cả. Chúng ta nói là 我要做不一样的自己. Thì ở đây không nói là 我要做不同的自己 hoặc là 我要做不像的自己 thì càng không thể nha. Ở đây chỉ có thể nói là 不一样 thôi. 我要做不一样的自己. Tôi phải làm một cái phiên bản khác của mình. Tôi phải thay đổi bản thân. 我要做不一样的自己. Trần Long Sư bây giờ cũng có cái suy nghĩ như vậy. Có một số bạn khen Trần Long Sư là xin trai biến phèo lèng lợ. Dễ sư. Vì vậy, 我做了一些 cải biến. 我之前不懂得如何护肤 là hu fu là hu là trong từ bảo hu là bảo vệ, còn fu trong từ phì fu ấy. 我以前不知道怎么护肤, 但是我现在学怎么护肤. Rồi就改善一下饮食, tức là cải thiện cái ăn uống. 我现在很少吃米饭, rất là ít ăn cơm, chủ yếu là吃蔬菜和水果, chủ yếu là ăn rau và hoa quả. 因为我要做不一样的自己. 你们呢? 你们要不要做不一样的自己? 我要做不一样的自己. Tiếp theo, chúng ta sẽ câu này nha. 这些年你变得和以前完全不一样了. Hoặc 这些年你变得和以前完全不同了. 这些年, mấy năm trở lại đây, những năm này, 你变得, bạn trở nên, ý đó là bạn đã thay đổi, bạn đã thay đổi, 你变得, bạn đã thay đổi. 和以前, hoặc cũng có thể nói là cân nha, 和以前, hoặc cân 以前, 完全不一样了, hoàn toàn không giống nữa rồi. Tức là hoàn toàn khác với trước đây. Mấy năm trở lại đây bạn thay đổi hoàn toàn so với trước đây. 你变得和以前完全不一样了. Hoặc cũng có thể nói là 你变得完全不同了. Như câu này thì chúng ta có thể dùng được 3 từ: 不像, 不一样 hoặc 不同. Ở đây, 你变得完全不一样 hoặc 完全不同. 这些年你变得完全不一样了 hoặc 这些年你变得完全不同了. Tất nhiên, khi nói 不同 thì nó bao giờ chúng ta lưu ý một điều là khi nói 不同 thì nó sẽ mang tính chất chạm chạm hơn, khách sáo hơn. Còn bây giờ nếu chúng ta muốn nói bằng từ 不像, chúng ta sẽ nói như sau: 这些年你变得完全不像以前了. 这些年你变得完全不像以前了。这些年你变得完全不像以前了。câu này nghe nó lại nghe ra có vẻ lại ngắn hơn đúng không？这些年你变得完全不像以前了。hoặc这些年，cái này thực ra không phải là ở đâu, chủ yếu là do mở ngoặc nên nhìn nó dài vậy thôi. 这些年你变得和以前完全不一样了, hoặc là 和以前完全不同了. Tức là gì? Khi với cái chỗ mà chúng ta nói là 不像 cái gì đó, khi chúng ta đang nói là 不像 cái gì đó, mà nếu muốn đổi thành 不一样 thì chúng ta phải nói là cân hoặc hứa cái gì đó 不一样. HK4 khó lắm không? Không khó mấy. Em đã nghe các đề luyện nghe HK4 của cô, các video luyện nghe HK4 của cô chưa? Em nghe và em sẽ cảm nhận nhé. Em search luyện nghe HK4
thêm số 518. Các bạn search những cái gì thì các bạn sẽ thêm số 518 vào để tìm ra video nhé. Tiếp theo này, như cái câu Trần Lão Sư vừa nói ban nãy này này. Chưa liang chủng cung trụy, xính trọng chả bộ tù. Tàn sư cung nâng quản chuyển bù ý yàng. Đấy. Chưa, hoặc là chúng ta sẽ thay bằng từ bù thống. Chưa liang chủng cung trụy, hai cái dụng cụ này. Xính trọng là cái hình dạng. Chả bộ tù, gần giống nhau. Tàn sư, nhưng cung nâng, cái tính năng của nó. Hoàn toàn bù yàng, hoàn toàn không giống nhau, hoặc nói là hoàn toàn bù thống. Chúng ta cứ nói như cái chỗ mà chúng ta nói là hoàn toàn không giống nhau, hoặc là nói là hoàn toàn khác nhau, thì ta sẽ nói là hoàn toàn bù yàng, hoặc là hoàn toàn bù thống. Nhưng chúng ta không nói là hoàn toàn bù xiang nha. Chưa liang cái công trụy xính trọng chào bù tùa. Xính trọng chào bù tùa là cái ngoại hình của nó, cái hình dạng của nó gần giống nhau. Tàn sư, nhưng cung nâng, tính năng, hoàn toàn bù yàng, hoặc là hoàn toàn bù thống. Ở Quốc Trần, cô cảm ơn em nhé. Tú ca mô, tú ca, xin gì ạ? Tiếp theo. Còn một câu này nữa. Chưa liang chủng cung trụy, xính trọng bù xiang. Tàn sử, công năng, quán chuyển y giang. Đấy nhá. Chưa liang chủng cung trụy, hai cái dụng cụ này. Hai cái dụng cụ này. Chưa liang chủng cung trụy, hai cái dụng cụ này. Xính trọng bù xiang. Ngoại hình thì khác nhau. Xính trọng bù xiang. Tức là hai cái trông nó khác nhau. Trông nó không giống nhau. Xính trọng bù xiang. Hoặc là xính trọng bù yang. Chưa liang chủng cung trụy, xính trọng bù xiang, hoặc là xính trọng bù yang. Tàn sư, công năng hoàn toàn y giang. Tàn sư, công năng hoàn toàn y giang. Ok, và bài giảng của Trần Lão Sư hôm nay đến đây rồi. Và hy vọng là thông qua cái bài giảng ngày hôm nay thì các bạn sẽ hiểu thêm về ba từ bù yang, bù thống và bù xiang. Đồng thời các bạn học thêm được những từ vựng để chúng ta sử dụng ở trong giao tiếp và ở trong công việc của mình, cũng như là cái cách diễn đạt câu từ nữa. Mỗi lần chúng ta học các video, đặc biệt là của tính trong 518, thì các bạn sẽ rèn được cách diễn đạt câu cú cho nó đúng ngữ pháp hơn. Bởi vì những câu của Trần Lão Sư viết ra đều là, thứ nhất, Trần Lão Sư soạn và có sự kết hợp và thảo luận cùng với các bạn cộng tác viên Trung Quốc nữa. Và Trần Lão Sư đều là chọn lựa những bạn cộng tác viên Trung Quốc, thứ nhất, phát âm chuẩn, và thứ hai, trình độ ngữ văn cũng khá là tốt. Và các bạn hãy hoàn toàn yên tâm ở những kiến thức mà Trần Lão Sư, tức là tiếng Trung 518, đưa đến cho các bạn nhé. Và bài học của chúng ta hôm nay xin dừng lại tại đây. Và nếu như bạn nào mà muốn tìm hiểu về khóa học bài bản, để học theo lộ trình bài bản, để hiểu kỹ hơn về từ vựng, sử dụng từ vựng đúng hơn và tăng được lượng câu, đặc biệt là tăng được kiến thức ngữ pháp, thì các bạn có thể liên hệ Trần Lão Sư qua Facebook Trần Lão Sư viết bằng phiên âm, hoặc là Zalo 0969810971. Không cần bấm nút kết bạn mà trực tiếp nhắn tin luôn, để Trần Lão Sư tư vấn cho các bạn lựa chọn khóa học sao cho phù hợp nhé. Và rất cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi bài học ngày hôm nay. Nếu bạn nào mà xem một lượt chưa ghi nhớ được, thường thì chúng ta xem một lượt không ghi nhớ được đâu, như video hôm trước Trần Lão Sư đã chia sẻ về cái phương pháp học. Mỗi một bài học chúng ta nên xem ít nhất 3 lần. Đấy là ít nhất nha, tối thiểu nhất là 3 lần. Đấy, còn nếu chúng ta xem 3 lần vẫn chưa thấy mình nhớ được hết thì nên xem đến khoảng 5 lần. Ok, bây giờ thì quả chân đã hân lây lơ. Sáng chữ tôi khoai giả lắm. Xin chào sáng chữ yêu thương ưu giả. Ok, và bây giờ thì xin chào tạm biệt các bạn nha. Chúc các bạn ngủ ngon và có những giấc mơ thật đẹp nha. Bye bye. Ok, Cloud, bao giờ cô lại nghe hát ca bà? Ok, buổi tới nha. Duyên Phạm sao thông báo đến em muộn thế? Không biết là em đã bấm chuông, em đã bấm nút đăng ký kênh mà nhấn vào hình quả chuông kia nhỉ? Thủ ca, mất ngủ.
đúng rồi, Lê Đức Trần Tâm, con nhớ rồi, bữa tính nhắn cô phân biệt tơ, tơ, tơ. Cái ba chữ tơ này thì Trần Học Sư đã phân biệt nha. Các bạn, nếu bạn nào chưa biết phân biệt chữ ba chữ tơ thì các bạn có thể gõ search tên video ra nha, phân biệt ba chữ tơ. Các bạn cứ search tên, gõ chìa khóa, xong thêm số 518 thì sẽ tìm ra được các video của Trần Đạo Sư nhé. Đặc biệt là ví dụ như các bạn muốn tìm xem một bài hát nào đấy mà Trần Đạo Sư đã làm video dạy hát chưa, thì các bạn hãy gõ tên bài hát. Ví dụ như bài hát của Văn Pui Yang chẳng hạn, thì chúng ta gõ là Văn Pui Yang thêm số 518 sẽ ra ngay. Hoặc là bài hát gì nhỉ? Woman is chỉ xuôi mau treo, xuôi mau treo chẳng hạn, đúng không? Thêm số 518 ra ngay. Ok, vậy nha, Trần Đạo Sư sẽ tắt livestream ở đây nha. Bye bye.